Mến chào các bạn đến với kênh Nhà Mai Cát Đằng. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái bông hoa để trang trí lên một chiếc áo dài. Nhìn làm điểm nhấn cho một cái áo dài nó rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là bộ áo dài, thì cái quần nó là phi bóng màu sáng hơn, còn cái áo nó thì tông tối hơn, nên mình sẽ lấy cái vải của cái quần, mình sẽ làm một cái bông. Đây là cái vải dư nè các bạn, chỉ cần một miếng vải nhỏ thôi. Thì mình xếp đôi lại để mình cắt cho nó nhanh nha các bạn. Đầu tiên là mình sẽ cắt những cái, mình vẽ những cái cánh hoa trước, là mình cắt đôi. Mình cắt 6 lớp nhỏ trước tiên. Xong rồi mình sẽ cắt 6 lớp lớn hơn. Với cái bông này thì các bạn chỉ cần cắt 6 cái cánh nhỏ, thêm 6 cái cánh lớn và 6 cái cánh lớn hơn 3 lần thôi. Rồi mình sẽ lấy cái hột quẹt nữa các bạn, hoặc là các bạn lấy đèn cầy các bạn hơ hơ cho mình, để cho cái vải nó không bị tưa. Vải phi này thì giặt nó cũng không sao luôn nếu mình hơ kỹ nè các bạn. Mình hơ từng cánh hoa luôn. Xong rồi nè các bạn. Xong rồi mình sẽ lấy kim và mình xếp nó lớp lớp lên nhau như thế này nè. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái cánh hoa nhỏ trước nha. Đây các bạn chỉ cần mai mũi tới và xếp nó kê với nhau như thế này nè, chồng lên nhau như vậy này các bạn. Các bạn may tới 6 cánh hoa cho mình luôn. Xong rồi các bạn sẽ may vòng tròn nó luôn, là cái cánh hoa này kế luôn qua cánh hoa này nè. Đó, mình đâu lại với nhau và mình mai liền với nhau luôn để mình gút thành một cái vòng tròn nó hay. Đó, xong rồi đó, các bạn sẽ chia đều các cánh ra rồi mình lấy mối chỉ. Đây mình chia đều thì ra mình được một cái bông hoa nhỏ trước tiên. Xong rồi nè bạn. Các bạn, đó, một bông hoa nhỏ. Và bây giờ mình tiếp tục mình làm một bông hoa thứ hai. Các bạn chỉ cần để kê kê lên gì mai mũi tới hoài cho mình và mai thành vòng tròn luôn, rồi rút lại là ra một cánh hoa. Mình rút xong mình chia đều cho nó đều các cánh đó các bạn. Mình làm tròn nó lại.
Đó, mình chia đều cho cái cánh nó nhúng đều hết là mình sẽ thêm một cánh hoa nữa, một bông hoa nữa. Cái bông này thì mình chỉ cần làm 3 tầng là đẹp rồi. Tùy theo chiếc áo mà các bạn làm bông lớn bông nhỏ. Chiếc áo mình may là chiếc áo nhỏ. Rồi, 3 bông đã thành các bạn. Mình sẽ lấy cái bông hoa lớn nhất, mình sẽ kết. Mình kết thật là chặt ở dưới cái bông lớn nha các bạn. Mình kết khuya vòng ra thêm một chút cho cánh hoa nó nằm xuống. Đó là cái bông hoa lớn á. Xong rồi mình kết xong, mình lại mối lại cho chặt thì mình được một cái đó hoa lớn nè các bạn, là lớp dưới cùng. Tiếp tục mình kết thêm cái bông thứ hai và mình để cho nó so le với nhau á các bạn, nhìn cái bông nó sẽ đẹp hơn. Khi kết các bạn nhớ bung những cái cánh hoa ra đều thì cái bông kết của mình nó sẽ nở ra, nó đều, nó đẹp hơn. Rồi xong rồi mình tiếp tục cái thứ ba nha các bạn, chồng lên. Đây cái thứ ba đây. Xong mình lại mối cho chắc. Mình sẽ dùng hột bẹt nhỏ để làm nhị hoa. Mình sẽ dùng chỉ trắng và mình đầu tiên các bạn kết một cái hột bẹt nhỏ ở giữa cái cánh hoa. Đây. Một hột duy nhất thôi. Rồi xong rồi các bạn sẽ xỏ một hột, hai hột, ba hột, bốn hột. Biết sao không, Châu? Năm hột. Sướng lắm. Sáu hột. Con là nấu cơm ăn từ sáng từ liên tục 6 hột vô cái dây chỉ nha các bạn. Các bạn quấn tròn. Quấn tròn qua cái nhị hoa nè. Và các bạn để vô cái hộp bẹt luôn, may vô hộp bẹt cho nó thành hình tròn luôn. Đây, tròn vậy nè các bạn. Rồi, các bạn sẽ kết dính lại thì nhìn cái nhị hoa nó rất là đẹp, như một cái bông hoa vậy đó. Rồi xong rồi các bạn xỏ thêm 12 hộp nữa. Và các bạn cũng luồn tròn cho mình luôn, luồn cái sâu chuỗi này nó tròn lại. Luồn vô cái bên đây, vô cái hạt chuỗi bên. Đúng rồi, người ta nói chị hay là hay cái chỗ đó đó, không có mướn người quay á. Tự biên, tự kịch, tự diễn luôn. Đó. Rồi các bạn lại đính nó. Như vậy thì nó dễ hơn là các bạn kết từ hộp và cái nhị hoa nó sẽ tròn đẹp. Ừ. Nói chung cũng là bản lĩnh lắm á Châu ơi, thế gì chứ không phải vừa, bản lĩnh dữ lắm. Mà nó rất là chắc luôn nha các bạn. Chứ nếu mà kết từ hộp thì nó sẽ so le, nó không đều nhau đâu. Mình làm cho cái miệng nó cưng phải bản lĩnh lắm đó Châu. Mình sẽ may và kết cho nó chặt lại. Các bạn nào thích nghề may thiêu vẽ chưa đâu, chừng nào lãnh tiền nó mới gọi là nữa, để cùng may thiêu vẽ cùng mình và làm những cái hoa rất đặc biệt từ những cái miếng vải vụn như các bạn. Xong rồi nè các bạn, đã hoàn thiện một cái bông trên một chiếc áo, trông nó rất là nổi bật cái áo luôn các bạn. Rồi, đã hoàn thành, trông rất là xinh luôn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem. Chúc cả nhà an lành hạnh phúc, vạn sự như ý.